Chương trình thời sự xin tiếp tục với phần tin thế giới. Vâng thưa quý vị, trong những ngày cuối của chiến dịch vận động tranh cử, tối qua Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người dân đủ điều kiện tham gia bầu cử. Thông điệp được ông Hun Sen gửi qua kênh Telegram cá nhân và nhiều nền tảng truyền thông xã hội khác. Trong thông điệp Thủ tướng Hun Sen nêu rõ, thể theo lời hiệu triệu kêu gọi của quốc vương và ủy ban bầu cử quốc gia, trên định nghĩa Thủ tướng, tôi kêu gọi toàn thể người dân có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu bầu nghị sĩ quốc hội, Tiến trình tổng tuyển cử tại Campuchia dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại 23.789 điểm bầu cử. Hơn 9,7 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ quốc hội Campuchia khóa 7. Trong 18 chính đảng tranh cử, có 15 đảng tổ chức diễu hành. Trong đó, diễu hành của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen có quy mô lớn và thu hút đông người tham gia nhất. Hôm nay, thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian sẽ hết hạn, đe dọa khơi lại cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Nga khẳng định chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận một khi lợi ích của nước này được đảm bảo. Thỏa thuận sáng kiến Biển Đen cho phép Ukraine xuất khẩu gần 33 triệu tấn ngô, lúa mì và các loại ngũ cốc khác. Tuy nhiên, theo giới chức Nga, những yêu cầu để cải thiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga không được đáp ứng. Trên truyền hình quốc gia hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin cho biết không có yêu cầu nào được Nga đáp ứng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có gì được thực hiện, không có gì cả. Tất cả chỉ là một chiều, chúng ta sẽ nghĩ xem nên làm gì. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc WFP trong năm nay đã mua 80% lúa mì Ukraine, tăng từ 50% vào 2 năm trước đó. WFP đã vận chuyển khoảng 725.000 tấn lúa mì Ukraine đến Afghanistan, Sudan, Djibouti, Ethiopia, Kenya Somali và Yemen để chống lại nặng đói. Đến nay, thỏa thuận đã cung cấp ngũ cốc cho 45 quốc gia ở ba châu lục, 46% cho châu Á, 40% cho Tây Âu, 12% cho châu Phi và 1% cho Đông Âu. Một thỏa thuận đáng chú ý khác cũng hết hạn hôm nay là thỏa thuận nghề cá giữa Maroc và Liên minh châu Âu. Theo đó, tàu cá châu Âu sẽ không còn được đến bắt ngoài khơi Maroc. Việc gia hạn thỏa thuận đang gặp khó khăn vì Maroc muốn một thỏa thuận có lợi hơn. Theo thỏa thuận, tàu cá EU được bắt cá mòi, cá ngừ và cá cơm ngoài khơi bờ biển Maroc. Đổi lại EU trả cho Maroc 233 triệu đô la Mỹ trong 4 năm thời hạn của thỏa thuận. Một phát ngôn viên của Ủy ban cho OEC cho biết hai bên đang đánh giá thỏa thuận để điều chỉnh, nhưng điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh và yếu tố kinh tế. Hoàn cảnh ở đây được cho là ám chỉ phán quyết năm 2021 của Tòa án Công lý châu Âu ECG tuyên bố thỏa thuận đánh bắt bình vững giữa EU và Maroc ngoài khơi bờ biển Tây Sahara là vô hiệu. Tây Sahara là thuộc địa cũ của Tây Ban Nha, được Maroc sáp nhập phần lớn từ năm 1975. Bà Lorena Stella Martini tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nhận định. Những điều này có thể tác động đến các lĩnh vực khác trong quan hệ EU-Maroc, tùy vào phán quyết cuối cùng của ECG sẽ trở nên rõ ràng liệu các thỏa thuận giữa EU với Maroc về các vấn đề nông nghiệp hoặc kinh tế nói chung có liên quan đến Tây Sahara hay không. Trong động thái rõ ràng chống lại EU, ngoại trưởng Maroc, Nasser Bourita, tuần trước nói rằng Maroc muốn có quan hệ đối tác với giá trị gia tăng rõ ràng hơn, thay vì các thỏa thuận đơn giản cho phép tàu đánh cá nước ngoài đến đánh bắt, trả phí và rời đi. Ông Jacob Kerkigá tại Quỹ Marsan giải thích EU đã khiển trách Maroc về các vấn đề nhân quyền nhưng vẫn giữ im lặng với nước láng giềng phía đông Algeria, nhà cung cấp khí đốt chính cho một số quốc gia EU. Trong nhiều thập kỷ, Maroc và Algeria đã bất hòa vì Algeria ủng hộ phong trào mặt trận Polisario ở Tây Sahara. Theo ông Kherkiyagat, sự giận dữ dự của Maroc với tình huống này có thể hiểu là họ sẽ chỉ đồng ý gia hàng thỏa thuận đánh bắt nếu EU dễ chịu hơn. Ông lưu ý, về lâu dài, điều này có nghĩa là công nhận chủ quyền của Maroc với Tây Sahara, chẳng hạn như việc Tây Ban Nha đã chấp nhận yêu cầu của Maroc với khu vực này. EU cũng thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với khối thị trường chung Nam Mỹ. Lần đầu tiên sau 8 năm, lãnh đạo EU và khu vực Mỹ Latin Caribe, CELAC sẽ tập trung tại Brussels trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 7, để dự hội nghị thượng đỉnh eu celac Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Celeb không phải là đối tác ngẫu nhiên mà do chúng tôi chọn. Đây là lúc quan hệ đối tác chiến lược giữa hai khu vực có một bước tiến mới. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, ông Joseph Borrell thì cho rằng Celeb là nhà cung cấp nguyên liệu, năng lượng tiềm năng cho EU, cũng như đối tác chiến lược trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trở lại với tình hình Nga-Ukraine, Thưa quý vị, hôm nay, Nga cáo buộc cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cầu Crimea có sự tham gia của Anh và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ, có mọi dấu hiệu của một nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế, các quyết định được giới chức và quân đội Ukraine đưa ra với sự tham dự trực tiếp của các cơ quan tình báo cùng chính khách Mỹ và Anh. Mỹ và Anh chịu trách nhiệm về một cơ cấu nhà nước khủng bố. Cùng ngày, truyền thông Nga dẫn nguồn ủy ban chống khủng bố đưa tin, Ukraine đã sử dụng các thiết bị không người lái trên mặt nước để tấn công cây cầu Crimea nối bán đảo Crimea với vùng lãnh thổ Rasnoda của Nga. Moscow cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự vụ việc này. Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo, từ ngày 31 tháng 8, nước này sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Smolensk phía tây nước Nga. Viện dẫn việc Ba Lan bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp trả đuổi thích hợp Ba Lan trước đó tuyên bố việc Nga ra lệnh đóng cửa một lãnh sự quán Ba Lan tại Nga là hành động không thân thiện và không thể hiểu nổi. Chính quyền Warsaw phản ứng như trên khi ngày 14 tháng 7, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin ký xác lệnh đóng cửa cơ quan lãnh sự của Ba Lan tại Smolensk. Nội các của Thủ tướng Mishutin giải thích rằng quyết định trên là để đáp trả các hành động không thân thiện của chính phủ Ba Lan đối với Nga, đặc biệt bao gồm việc Ba Lan chiếm giữ bất hợp pháp tài sản ngoại giao của Nga ở nước này và giảm đáng kể sự hiện diện ngoại giao của Moscow ở Ba Lan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có chuyến công du 3 ngày đến các quốc gia vùng vịnh. Hôm nay ông đến Ả Rập Xê Út, ngày mai đến Qatar và sau đó là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong chuyến thăm ông kỳ vọng sẽ đạt được các thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực tư nhân hóa, tài sản nhà nước, đầu tư trực tiếp, công nghiệp quốc phòng và kinh doanh. Ông tuyên bố: Chúng ta có cơ hội tuyệt vời để có hòa bình và hạnh phúc trong toàn bộ khu vực vùng vịnh, bao gồm Qatar. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy xung đột và mâu thuẫn trong những vùng đất này. Chuyến thăm của Tổng thống Erdogan nhằm thu hút đầu tư từ các quốc gia vùng vịnh sau khi nhiều nhà đầu tư rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ vì chính sách tăng thuế nhiên liệu gần 200% gây lạm phát trầm trọng. Thưa quý vị, ngay sau chuyến công du Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã trở lại Ấn Độ lần thứ ba trong 9 tháng. Hôm qua phát biểu với các phóng viên ở bang Gujarat miền Tây Ấn Độ, bà Yellen bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ Mỹ và Ấn Độ nhằm tăng cường độ tin cậy của chuỗi cung ứng, quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và các vấn đề khác về khả năng phục hồi kinh tế. Việc bà Yellen thường xuyên dừng chân ở Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ song phương vào thời điểm căng thẳng với Trung Quốc tiếp tục gia tăng với Mỹ, mối quan hệ giữa Ấn Độ với Nga cũng trở nên khó đoán khi New Delhi không tham gia vào các nỗ lực trừng phạt Nga và duy trì thương mại năng lượng với Moscow, bất chấp áp lực của Mỹ và các nước đồng minh, bà Zeland cho biết. Một trong những mục tiêu cốt loại của chúng tôi trong năm nay là chống lại những nỗ lực của Nga nhằm tránh các biện pháp trừng phạt. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở cấp cao nhất, được thiết kế để làm nổi bật và thúc đẩy mối quan hệ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ Mỹ Ấn chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế và đưa ra các thỏa thuận kinh doanh mới. Ông Raymond Vickery, chuyên gia chính sách về quan hệ Mỹ Ấn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết việc bà Zelen đến Ấn Độ ngay sau chuyến thăm Trung Quốc có ý nghĩa ở chỗ các quan chức Ấn Độ sẽ chỉ muốn biết chi tiết những gì xảy ra ở Mỹ về các cuộc gặp với các đối tác Trung Quốc của bà và xem họ phù hợp với kinh tế Trung Quốc ở điểm nào. Họ cũng muốn biết liệu Mỹ có nghiêm túc trong việc chuyển một số hoạt động, tìm nguồn cung ứng từ Trung Quốc sang Ấn Độ hay không. Ông Harron Fitzgerald, thành viên cao cấp tại Viện Hudson của Mỹ, cho biết chuyến đi Ấn Độ của bà Zelland là sự phản ánh của một liên minh đang phát triển tự nhiên, ông nói. Ấn Độ có rất nhiều căng thẳng với Trung Quốc, và Ấn Độ muốn phát triển thành một cường quốc hải quân ở Ấn Độ Dương. Đây cũng là khu vực mà Trung Quốc muốn phát triển. Một vấn đề khác, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong chuyến đi Ấn Độ, bà Zelen sẽ bàn về vấn đề nợ của Ghana và Sri Lanka tại các cuộc họp của G20. Đây là hai quốc gia vỡ nợ quốc tế vào năm ngoái, gần hai năm sau khi Zambia vỡ nợ.